Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy, bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Làm sao để nói hết tình yêu Chúa ban cho, Ngài như dòng suối chẳng hề cô tưới quanh năm, giúp đời con lớn nhanh. Nhờ Ngài con được kết trái đông ngon ra chiếu cành, dòng sông sự sống ra từ huyết Chúa Giêsu. Vì con mà Chúa đã hy sinh chẳng tiên tri, chính Ngài đã khắc ghi vào bàn tay của Chúa người đừng yêu mang tên con. Xin giúp con yêu thương mọi người như Cha trên trời, đi khắp nơi ra tin lành cho muôn muôn người. Rằng Chúa Giêsu Ngài đã đến chốn thế gian, Ngài là vua muôn vua, là cứu chúa rất cao xa. Ngài hy sinh chết trên thập hình, Chúa gánh mọi tội lỗi cho mình. Tình yêu của Chúa sâu rộng hơn cao.